Đó, con thấy nước sôi lắm rồi đúng không? Dạ. Rồi, giờ má đậy nắp lại nha. Dạ. Mai mốt con làm được không? Dạ được. Thịnh của má giỏi quá. Thôi đi học bài đi con. Dạ. Trong đầm dày đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bụng mà chẳng thôi tanh mùi bùn. Trong đầm dày đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng. Nhị vàng bông trắng, bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Anh đi tới giờ mới được 2 năm rồi. Lúc đó, con rớt còn nằm trong bụng. Giờ nó đã biết nói rồi. Anh còn sống đi đã. Sao anh không có tin gì về cho mẹ con em? Sao cậu lại còn ở đây? Tôi thấy mọi người đi hết rồi mà. Dạ, cô bà công chuyện. Sao chị chưa về? Bỏ ngoài này. Tôi về đây. Thịt bữa nay vẫn giá cũ hả chị? Hôm nay không có giá đó đâu. Thì chị cứ lấy cho tôi đi. Cô lấy miếng nào? Đâu cô Hà? Cô đi chợ hả? Chị lấy cho khổ đi. Dạ. Luôn cái cặp giò này nữa nè, tiền để đó tôi tính. Dạ thưa ông, dạ nhiều quá, tôi còn nợ ông. Không có gì đâu, cứ để đó đi. Hôm nay là ngày giỗ của ảnh mà. Dạ, không dám, hôm nay mời ông đến chơi. Được rồi, được rồi. Để trưa tôi lại. Hôm nay là ngày giỗ của anh. Mong anh linh thiêng về mà phù hộ cho gia đình mình được bình an. Thằng Thịnh nhà mình học tới nơi tới chốn. Con đẹp con rớt lớn lên giỏi giang xinh đẹp, yên bề gia thức. Em nấu mấy món anh thích, anh về mà ăn. Ủa má, hôm nay ông Khiết qua nhà mình ăn đám giỗ của ba hả má?
Ờ, đúng rồi con. Sao con thấy ổng con sợ sao sao quá má? Có gì đâu mà con sợ. Thì mình đừng có đụng tới người ta, thì người ta đâu có làm gì mình. Con nghe bác Năm nói ba đi vượt biên mà, sao mộ ba nằm ở đây? Mai lập mộ ba ở đây là vì ngày ba con đi bão lớn dữ lắm, mà bao nhiêu năm nay ba không về thăm má con mình, cho nên má mới lập ngôi mộ ở đây. Thôi đi về con. Đi. Dạ. Năm nay đám giỗ chồng cô Hà cô làm lớn ghê vậy đó, món nào cũng ngon hết trơn á. Ừ. Ăn đi chị, ăn đi chị. Ừ, ừ, để tôi. Nè, ăn đi. Cô Hà ơi, lên ăn nè, làm gì lui cui dưới đó hoài vậy cô Hà? Dạ, em mời mọi người ăn, em lên liền. Dạ. Dạ, em mời mọi người. Mời đi cô. Dạ. Ăn đi con. Nè, ủa, con sao vậy? Thịnh, Thịnh ơi, con sao vậy Thịnh ơi? Ủa? Con sao vậy con nè? Sao vậy? Chắc em cũng nhớ rồi đó. Trời ơi, sao vậy nè? Thịnh nè, nè, đi ra ngoài cổng có lấy cái xe của tôi, rồi đưa cháu ra đi bác sĩ đi. Dạ. Thịnh ơi, con sao vậy? Thịnh ơi, con ơi. Cha Trùa Cường ơi, bây giờ làm sao? Tiền đâu mà xoay sở lo cho nó bây giờ? Để tôi đi mượn. Mượn ai bây giờ? Con. Thôi, đừng có lo lắng nữa. Tôi đã đóng hết tiền viện phí rồi, không sao đâu. Dạ thưa ông, dạ con cảm ơn ông. Con, mẹ con nợ ông nhiều quá. Con hứa là con sẽ xoay sở trả cho ông đầy đủ. Được rồi mà. Cô đừng có lo nữa, lo cho cháu đi, ha. Cô Hà ơi! Cô Hà! À, mày để cái hũ nước mắm xuống đây đi, rồi mày đi về trước đi. Rồi chút xíu nữa tao về sau. Dạ. Ờ, để đó đi. Thưa ông, con đi. Ờ, về đi con. Dạ, con chào ông. Ờ, cô Hà! Dạ. À, ngồi. À, ngồi xuống đi con. Dạ, con mời ông vô nhà. Ngồi vậy lại nó mát hơn. Tự nhiên đi. Ngồi xuống đây đi cô. Tôi đem hũ nước mắm qua để cho cô với mấy đứa nhỏ dùng. Dạ, dạ thưa ông, sao mà ông cứ cho mẹ con hoài à? Ôi, có bao nhiêu đâu.
Rồi thằng Thịnh nay nói sao rồi? Dạ thưa cảm ơn, Thịnh nó khỏe rồi, nó đi học rồi. Vậy hả? Còn mấy đứa nhỏ đâu không thấy ha? Dạ thưa, nó mới qua chơi nhà bà Năm. Vậy hả? Cô đưa tay tôi coi thử cái coi. Dạ. Ôi, tôi coi chỉ tay cho cô ha. Để coi. Tay này tốt lắm mà nha, chỉ tay rất đẹp. Dạ thưa. Tốt lắm. Dạ đâu có tốt cái gì. Tốt chứ. Học hết lớp 12 nè, rồi tốt nghiệp nè, vậy là tốt lắm. Dạ nghiệp chứ sao nữa. Lên đây coi đó. Cậu làm cái gì vậy? Mày làm hết hồn mày. Thằng này, bộ mày không hả? Ông không thì có. Cường. Ông nhìn ông coi, bao nhiêu tuổi rồi? Qua đây thả về hả? Cường. Trời, thằng này, đồ khốn nạn. Mày ăn nói lung tung vậy mày? Nè, đồ mất dạy. Mày còn nói một tiếng nữa đó là tao cho cái đám thầy thợ của tao nó ra đây nó đập nát mặt mày ra. Mày biết chưa? Đập nát mặt ông thì có. Ông giỏi ông gan á, ông kêu tụi nó qua đi. Tôi đập từng thằng chống coi. Trời ơi mày ngon quá mày. Mau đập chết cha mày. Cường ơi. Trời ơi. Làm cái gì vậy? Dạ con xin lỗi ông. Đi mà. Thằng mất dạy. Có gì phải sợ nó. Đi về đi ba. Cái đầu điên. Dạ vậy. Dạ con xin lỗi ông. Con xin lỗi. Thôi. Không có gì đâu. Tại tánh tôi nóng vậy chứ không có gì đâu. Thôi tôi về nha. Dạ. Ông về. Rồi rất coi bày hay. Thôi cô Hà. Để dạ. Rồi tôi đem cái bình nước mắm mới qua cho cô. Dạ thôi không cần đâu. Trời ơi, cô dạ, sao có đủ đâu. Rồi. Nhận đi. Cô nhận là tôi vui rồi ha. Thôi tôi về nha dạ. Cô. Con. Dạ ông về. Tôi đi. Dạ. Ông coi chừng té. Không sao. Coi vậy chứ tôi còn khỏe lắm. Dạ, ông về. Dạ thưa ông. Hả? Ông có khách. Dạ con chào ông. Cô Hà tìm ông. Ủa. Ông mời cô vô. Cô ngồi. Dạ. Dạ thưa ông, hôm nay là đúng ngày con phải trả nợ ông. Nhưng mà ông cũng biết là hoàn cảnh nhà con đang gặp khó khăn. Thịnh nó mới vừa bệnh xong, mà bây giờ phải đóng tiền học, rồi còn tiền gạo nữa. Nếu như có gì, con xin ông cho con cất lại lần sau ông ạ. Không sao. Thiệt lòng thì tôi rất vui khi được giúp cho cô. Dạ. Tôi thì lúc nào tôi cũng muốn giúp cô mà. Dạ. Bây giờ cô lấy anh nha. Sao? Dạ. Con sẽ trả nợ cho ông. Cô. Dạ thưa ông con về. Cô hả? Cô. Tao để coi mày đào ở đâu ra tiền mà mày trả cho tao. Hehehe.
2 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 6, 2 + 4 = 8, 2 + 10 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 lần. Thôi khuya dạ. Rồi, đi ngủ đi con đi. Ủa má, đi. Hôm nay má bệnh hả má? Không có đâu. Má đang nghĩ, ví dụ như mình bán cái nhà này, không biết bán được bao nhiêu ta. Ủa sao lại bán nhà má? Ờ thì thôi, đi ngủ đi con. Dạ. Đi. Hà ơi! Hà! Có chuyện gì vậy? Nói lẹ đi, khuya rồi. Còn làm gì kỳ cục vậy? Có chuyện buồn gì thì nói, chứ làm ầm ĩ như vậy người ta cười cho. Tôi xin lỗi chị Hoàng Kiều. Rõ ràng tôi thấy ông có ý xấu với chị. Thôi được rồi, lỗi tại tôi xin lỗi. Thật ra tôi... Nhưng mà tôi... Tôi yêu chị. Cậu nói cái gì vậy? Tôi yêu Hà. Cậu đừng nói như vậy. Tôi đã có gia đình. Tôi lớn tuổi hơn cậu. Trước nay tôi vẫn coi cậu như một người em tốt. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm khác được. Hà, 2 năm qua Hà đã chịu khổ nhiều rồi. Hà hãy để cho tôi chia sẻ gánh nặng đó. Cậu là người con trai rất tốt, lại nhân hậu. Cậu còn cả một tương lai trước mắt. Hà, tôi mong Hà, Hà không thể cứ sống như thế này được. Hà cần chỗ dựa. Các con Hà cần một người cha. Khuya quá rồi, tôi thấy cậu không được bình tĩnh. Khi nào cậu bình tĩnh lại thì mình sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ cậu về đi. Nghe lời tôi, đi về đi. Vậy thôi, tôi đi về. Nhưng tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Tôi về trước đây. Dạ, có chuyện gì nữa hả cô mới? Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Tôi nói thiệt với cô á, ông Ký cũng kêu tôi qua đây gặp cô đó.
Trời ơi, em đã nói rồi, em nói cái chuyện đó là không có được. Có gì đâu mà không được. Tôi nói cho cô nghe nha, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Đồng ý là ổng lớn tuổi thiệt, nhưng mà ổng còn khỏe lắm chứ bộ. Lấy ổng á, cô làm bà. Cô về cô chỉ lo trang điểm, rồi ngồi đó ăn trắng mặt trơn. Ổng còn vậy đó ha, mà còn hơn cái đám thanh niên trong làng nữa. Như cái thằng Cường đó cô thấy không? Có mỗi cái thúng rách à. Mỗi ngày nó kiếm được có vài con cá à. Ha. Rồi đã như vậy á, nó còn cọc cằn, nó nhậu nhẹt, nó sai xỉn nữa. Cô mà lấy nó về á, chừng nó sai lên đó hả, nó đánh nó đập cô, rồi mấy đứa nhỏ ở nhà phải tội nghiệp không? Chưa kể đó nha, cô còn cần phải có tiền để cô lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Cô lo quần, lo áo, lo sách, lo dở cho nó đi học. Cô nhắm cô lo nổi không? Nghe lời tôi ứng đi. Trời ơi, sao mà cô mới nói nhiều dữ vậy không biết nữa. Nếu như mà lấy ông Khiết mà sướng như vậy, sao cô không lấy luôn đi? Cô nói chuyện nghe ngộ, tại ông chịu tôi. Ông chịu tôi lấy liền á. Nè, tôi nói cô nghe, nghe lời tôi đi. Ưng ổng đi, cô mà lấy ổng, một bước lên mây, tôi nói thiệt đó. Nói thiệt với cô á, là em là có chồng có con rồi. Bây giờ làm vậy á, hàng xóm ta cười chết luôn. Trời ơi, ai đâu mà cười. Tôi nói cho cô nghe nè, 2 năm rồi chứ ít gì. Chồng của cô á, giờ có biết còn sống không mà cô chờ cô đợi. Cái năm đó á, bảo thiệt là lớn. Làng mình đi đâu có còn ai sống sót trở về đâu. Nghe lời tôi lấy ông Kiết đi. Thôi em nói là không có được. Em còn nhiều việc phải làm lắm. Thôi cô mới đi về đi. Làm gì dữ vậy? Không chịu thôi giờ đuổi tôi về hả? Ừ, không chịu thôi đuổi thì tôi về. Hả? À. Tôi đi tìm Hà quá trời luôn á. Chị ngồi đây nói chuyện. Tôi nghe bác Tâm nói Hà ra đây mua cá nên tôi ra đây tiện. Nghỉ một lát đi rồi chị đem cái gì cho. À, ăn chưa? Chắc chưa ăn hả? Xong. Bên này mua xôi nữa. Rồi ăn chưa? Tôi ăn rồi. À, đưa cho nóng. Cảm ơn nha. Hai nè, chuyện hôm bữa tôi nói hãy xuống nghe kỹ chưa. Tình cảm của tôi là thiệt đấy, không có bốc đồng đâu. Cường, mẹ con tôi cảm ơn cậu. Nếu như mà không có cậu giúp đỡ mẹ con tôi thời gian qua thì chắc là mẹ con tôi khó khăn lắm. Nhưng mà chuyện tình cảm thì không được đâu. Sao lại không được? Đừng giận như vậy. Đối với tôi, cậu lúc nào cũng là một người em trai tốt. Tôi mang ơn cậu, nhưng mà tôi vẫn chờ ba mấy nhỏ về. Chưa 2 năm rồi, hai còn chờ đợi gì nữa? 2 năm coi nhiêu đâu, nhiều khi người ta còn chờ nhau suốt đời nữa.
Ủa, có chuyện gì vậy? Tao muốn gặp ông Khiết. Ông chủ ngủ rồi, có gì ngày mai đi. Đúng là tao. Ông ngủ rồi, vậy đi. Đúng là tao. Đàn giả kia, mày không biết xấu hổ hay sao? Mày đòi cướp con gái tìm người ta. Mày nhìn lại mày đi. Mày giả sao xuống lỗ rồi. Con hạ bố hả? Tôi ra đây là giả khốn nạn. Chú rút trong nhà không dám ra đây gặp tao hả? Dạ! Bọn cô! Cái thằng khác kìa, mày tới đây làm gì? Tao tới hỏi tội mày đó! Mày là cái thằng khốn nạn nhất! Mày già sắp chết tới nơi rồi! Mà còn đòi cưới thêm vợ hả? À, mày muốn kiếm chuyện với tao đó hả? Tao muốn cưới ai? Tao cưới đó là cái quyền của tao, mày biết chưa? Mày là thằng khốn nạn! Mày nói bắt cá hả? Tao chửi mày dạ. Tao nói cái mặt chó của mày. Đi đi, cho khuất mắt tao. Dạ. Mày đâu? Dạ dạ. Nói nó lại coi chừng nó phá nhà. Chửi mày. Lui nó là công an cho tao. Dạ. Mày nhớ đó. Tao không bỏ qua gì vậy đâu. Mày nhớ đó. Mày dạ chó. Đột nhiên. Nhớ đó. Hả? Dạ. Hay gì chưa? Gì vậy cô? Thằng Cường á, chuyến này tội nó nặng lắm đó. Nó vừa ăn cắp chó của người ta, thêm cái tội là đánh người ta gãy tay nữa đó. Nhưng mà bữa đó Cường nó bị say mà. Trời đất ơi, bộ xỉn nó không ở tù chắc. Mà cô có muốn cứu nó thoát khỏi tù tội không? Dạ muốn chứ sao không muốn. Thì một bước lên mây, có hai cách để cứu nó. Cách gì hả cô? Thì cách thứ nhất đó là làm sao cho thằng Tính nó chịu làm đơn bãi nại. Còn cách thứ nhì á là cô phải có tiền lo lót cho người ta. Em làm gì có tiền? Trời ơi! Bởi vậy tôi mới nói là cô ưng ông Khiết đi. Có tiền là người ta lo hết, mà thằng Cường khỏi tù tội. Thôi 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 thôi, tôi nói với cô hết lời rồi. Cô có suy nghĩ kỹ đi. Còn nếu cô không chịu á hả, cô về mà lo bán nhà trả nợ cho người ta. Cô tự suy nghĩ đi, tôi về đó. Sắp được rồi, tôi nhìn mặt nó là tôi biết nó gần chịu rồi. Nhưng mà nó chưa muốn nói, nó treo giá. Gái mấy con rồi mà còn treo giá cái gì nữa? Trời đất ơi, mấy con thì mấy con, nhưng mà hàng độc. Hả? Hàng độc hả? Chứ sao, hàng độc, hàng đẹp người ta có quyền chứ. Yên tâm đi, tôi mát tay lắm. Thank you.
Cậu Cương, đừng nhớ Hà nhiều lắm. Nhìn vậy Hà có chuyện không vui không? Không có chuyện gì đâu. Nhưng mà không có chuyện gì cậu đừng tìm tôi nữa. Không có chuyện gì? Sao thái độ của Hà vậy? Chắc Hà còn giận tôi chuyện hôm bữa. Không phải chuyện đó đâu. Hôm đó tôi uống nhiều quá nên không làm chủ được mình. Hãy cho tôi xin lỗi nghe. Cậu về là tốt rồi. Cậu đừng vì tôi mà đi gây sự với người ta như vậy. Nghe lời tôi, mai mốt cậu đừng có hồ đồ như vậy nữa. Thôi cậu về đi. À sao vậy? Trời, cái ông Khiết già như vậy mà còn cưới vợ được nữa. Trời, ông Khiết ông già như vậy, ông cưới vợ ông còn làm ăn gì được nữa trời. Chắc để cúng thôi chứ làm ăn gì được. Ở đó mà cúng, ông đó thì già nhưng mà còn sung lắm. Chưa chắc mình đã lại ổng. Cô Hà, cô dễ thương như vậy mà lấy ông già uổng quá trời. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Chào hai anh. Nè, mấy anh nói chuyện gì vui vậy? Kể tôi nghe chứ. Hả? Kể tôi nghe coi. Ờ thì có gì đâu, chuyện lấy chồng lấy vợ mà. Ủa, ai cưới hỏi vậy? Thì mai mốt rồi biết. Nói cũng như không. Thôi tôi đi nghe. Ông này. Trời ơi, nói chi vậy? Lỡ người ta nghe được thì sao? Ông nói lỡ thằng có biết chuyện nó có làm hồng lên không? Làm cái gì có chuyện đó? Ừ. Nó là cái gì của cô Hà? Mày dám làm bậy hả? Cái thằng đó nó dữ lắm. Có lần nó tới nhà ông Khiết quậy rồi, nhớ không? Nó quậy thì có công an còng nó. Ra tù rồi đó hả? Ừ, có chuyện gì không? À, không có gì, hỏi thăm mày thôi. Mà mày có biết làm sao mày ra được tù không? Mày bãi nại chứ gì. Cảm ơn. Xin lỗi nghe. Hôm bữa tao xỉn quá, chứ tao không cố tình. Tao biết mày không cố ý mà. Nhưng mày không thắc mắc gì sao tao bãi nại à? Mà thôi đi, mày không biết thì tốt hơn. Mày nói gì? Tao không hiểu. Thì mấy ngày nữa có đám cưới thì mày biết liền chứ gì. Mày Hà. Hà. Đi. Tôi làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra. Tôi có chuyện muốn nói với Hà. Tôi làm cái gì vậy? Cậu buông tay tôi ra. Nếu Hà không nói, tôi không cho Hà vô. Chuyện gì? Có phải Hà đồng ý lấy ông Khiết để cho tôi ra tù phải không? Có đúng vậy không? Tôi không biết. Nhưng mà chuyện riêng của tôi đừng có xen vô. Nè, buông tay tôi ra đi. Đi, cậu về đi. Được. Nếu vậy, tôi sẽ vô tù cho Hà coi. Nếu không nghĩ tới tương lai, muốn đi vô tù thì đi đi. Đừng có làm khổ tôi nữa. Thank you.
Trời đất ơi, đám cưới gì mà cứ buồn hoài vậy? Vui lên đi chứ. Cô còn phải nghĩ tới tương lai của mấy đứa con cô nữa. Vui lên đi. Kìa, đàn trai người ta tới rồi kìa, vui lên. Em đừng sợ, từ từ rồi nó cũng sẽ quen thôi. Hay là vậy, thôi em ngồi dậy đi, để rồi tôi với em cùng nhau tâm sự một chút có được không? Ông nói là ông yêu em, vậy mà tại sao ông không cưới em mà lại để chuyện này cho cậu tính? Ông sợ hả? Tôi biết tôi làm như thế này là không phải với em, nhưng vì tôi quá trân trọng em, tôi quá thương em, mà tôi chỉ sợ là người ta nói là em chỉ ham tiền mà lấy chồng già. Thôi thì cứ từ từ, rồi tôi sẽ cưới lại em. Như vậy là em đã được cưới 2 lần rồi. Vậy mà chúng mình không có hạnh phúc sao em?